câu chuyện đằng sau cả cái series này luôn á. Đầu tiên mình nghiên cứu vụ án VVA xong rồi mình mới mới thấy là có ba cái ý chính mà mình muốn nói cho mọi người biết. Thứ nhất á, là không phải bố mẹ nào cũng tốt, tại vì văn hóa của người Việt á là luôn luôn rất là đề cao tình mẫu tử, tình thương của cha mẹ luôn 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 là được đặt lên rất là cao. Mình không nói cái đó là xấu, nó rất là đúng, nhưng mà nó đừng có bị thái quá mọi người, tại vì nếu mà mình đặt nó trên cao hơn tất cả mọi thứ thì nó sẽ dẫn tới một số cái chủ quan, là khi mà mình thấy một đứa nhỏ mà ở trong vòng tay của ba mẹ ruột á, thường là mình rất là chủ quan. Những cái hành vi bạo mà ba mẹ ruột làm với một đứa nhỏ, người ta thường sẽ không có can thiệp đâu. Xung quanh mình cũng có. Xung quanh mình có một số trường hợp rất là đau lòng. Chính ba mẹ ruột luôn bạo hành đứa bé. Rồi đứa bé đó báo với chính quyền, báo với những người lớn, những người xung quanh, nhưng mà đâu có được đâu mọi người. Ai cũng nói kiểu như là về nhà đi, về nhà đi, đừng có mà bày đặt bỏ nhà ra đi, rồi kiểu vậy á. Nếu mà nó đang ở với dì ghẻ hay là ở với những cái người khác á, cái việc mà người ta can thiệp vô nó sẽ cao hơn là nó ở với ba mẹ xong rồi nó bị đánh. Thì mình mới thấy là cái vụ án của bé VA thật sự là đáng tiếc quá, đâu có đi kêu cứu được đâu. Nên mình mới muốn truyền tải một cái thông điệp là không phải ba mẹ nào cũng tốt, kể cả ba mẹ ruột. Vì vậy khi mà thấy những cái hành vi bạo nó diễn ra cả ở những ba mẹ ruột luôn thì mình cũng nên chú ý tới cái việc đó. Xong rồi sau cái đó thì mình có biết được hai cái ý chính nữa, cái cách để đứa trẻ nó có thể có cái sự bảo vệ lớn á. Một á là người lớn phải ở bên chăm sóc nó nhiều nhất có thể, và thứ hai á là mình phải tăng cái đề kháng về tinh thần của đứa bé lên, là cho đứa bé biết cách mạnh mẽ hơn, biết cách chống trả và biết thế nào đúng sai để chống trả được. Thì hai cái ý đó là mình khai thác rất nhiều trong trong cái video hồi nãy, mọi người thấy không? Video hồi nãy là mình có để những vụ án đầu là những vụ án mà những đứa nhỏ nó không thể chống trả được, thì trách nhiệm hoàn toàn là của người lớn. Nhưng mà hai cái vụ án sau á, hai đứa nhỏ mà tố giác mẹ mình á, đó, mình muốn nói cho những đứa nhỏ là khi mà lớn lớn lên một chút mà có được nhận thức rồi á, phải có cái ý chí để tự bảo vệ mình. Đó, thì mình khai thác vào hai cái ý đó để mình làm cái video vừa rồi. Và mình mong là cái series này nó sẽ có ích một chút nào đó ha. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Bạn trai của Chishiro nè, cái ông này nè, thì có một cái tài liệu về ông này nói là ổng bị rối loạn nhân cách phân ly. Và mọi người biết rối loạn nhân cách phân ly là gì không? Đúng rồi. Rối loạn nhân cách phân ly là đa nhân cách, là bị bệnh đa nhân cách. Nói về cái đa nhân cách này mình thấy nó cũng hay á mọi người. Hồi đó mọi người có nghe cái vụ mà Billy 24 nè, là nổi tiếng là người có tới 24 nhân cách ở trong cơ thể. Thì mọi người có nghĩ là cái đa nhân cách mà có tới 24 nhân cách này nó có thật không? Mọi người có thấy cái đa nhân cách này nó kỳ kỳ không mọi người? Mình thấy là lúc mình nói chuyện với lại nhiều người á, người ta nhầm lẫn cái bệnh đa nhân cách này. Ví dụ như lúc á thì mọi người sẽ hành xử là kiểu dễ thương, nhưng mà lúc mọi người có thể ngầu ơi ngầu, rồi hoặc là lúc mọi người có thể dễ gần, xong rồi có lúc mọi người lại cọc tính. Xong rồi cái những cái bạn đó thường nói một câu là tao thấy giống như tao đa nhân cách vậy mà. Kiểu như vậy, mọi người có thấy trong cuộc sống hàng ngày có nhiều người thường nói vậy không? Giống như là kiểu thấy mình lúc này lúc kia, xong rồi tự nhận mình là đa nhân cách á. Mình thấy nhiều lắm. Ví dụ như có bạn chụp style quần áo, là mới đầu là chụp style bánh bèo, xong rồi tới một lúc nào đó thì mấy bạn lại có thể đổi qua một cái style khác ngầu thiệt ngầu, xong rồi mấy bạn lên một cái cap nói là mình cảm thấy như là mình bị đa nhân cách vậy đó. Thì mọi người chú ý cái điểm này, là cái đó không phải là đa nhân cách nha mọi người. Nó không phải là đa nhân cách. Tại vì đa nhân cách đó là vậy nè. Đa nhân cách đó
là có nhiều cái trạng thái nhân cách bên trong, thường là trên hai cái nhân cách, nhưng mà nó sẽ là khi mà cái nhân cách này nó chiếm lấy thì cái nhân cách kia nó không biết, xong rồi cái nhân cách kia nó chiếm lấy là cái nhân cách này nó không biết, nên cái trí nhớ của một cái nhân cách nó sẽ bị ngắt quãng. Mọi người hiểu không? Là ví dụ như trong người đó có hai nhân cách đi, một nhân cách rất là quậy, một nhân cách rất là hiền, thì cái người nhân cách hiền á là lúc mà cái người đó mang nhân cách hiền, người ta không biết là có một cái người nhân cách quậy ở trong người người ta, nên cái khi mà lâu lâu tự nhiên người ta là cảm thấy người ta ngủ một cái giấc quá là sâu, xong rồi người ta dậy người ta thấy đau nhức cơ thể, người ta không có biết là cái nhân là người ta bị gì, người ta chỉ nghĩ là người ta bị bất tỉnh hay là kiểu vậy thôi, nhưng mà thật ra là hai cái nhân cách đó nó thay phiên nó chiếm lấy cái cơ thể và nó không biết sự tồn tại của nhau, và có thể lúc mà nó biết rồi á thì nó lại nghĩ là có thể là mộng du hoặc là kiểu như vậy. Mọi người hiểu không? Là không có ký ức của cái nhân cách kia, nhân cách này làm xong rồi cái nhân cách nó chỉ biết vậy thôi, xong rồi nó giống như nó bị mất trí nhớ một khoảng vậy đó, cái lúc mà nó chiếm lại rồi nó lại sống tiếp, xong rồi nó lại mất trí nhớ một khoảng đó, cứ kiểu như vậy. Cái đó nó mới thật sự là đa nhân cách. Và khi mà mình tìm hiểu vào đa nhân cách á thì mình thấy có một cái này nó rất là có lý, mình không biết là nó có thật sự đúng với y học rồi hiện tại không, tại vì cái bệnh đa nhân cách này nó rất là nhiều tranh cãi á mọi người. Thì mình muốn nói cho mọi người theo cái hiểu biết của mình, cái hiểu biết của mình là vì sao người ta lại đa nhân cách. Lúc đầu á mình rất là khó hình dung, nhưng mà sau này á mình đọc được một vài nguồn á thì mình mới à thì ra là như vậy là đa nhân cách đó. Thì mình sẽ giải thích cho mọi người theo cái hiểu của mình nha, mọi người nghe cho vui thôi. Thì có một câu chuyện nó sẽ diễn ra như vậy nè. Có một người, người ta có một cái tuổi thơ cực kỳ bất hạnh luôn. Sinh ra xong rồi bị hành hạ, bị đánh đập ngay từ bé. Kiểu như là người ta có một cái quá khứ rất là khủng khiếp luôn, bị hành hạ từ từ lúc mới đẻ ra luôn. Mới đẻ ra bị hành hạ rất là nặng nề, những cái sang chấn liên tục xảy ra luôn. Xong rồi đến một cái ngày nào đó ở cái giao tuổi dậy thì hay gì này nọ, cái lúc mà mọi thứ hóc môn rồi nó thay đổi á, ngay cái khoảng thời gian đó người đó thoát ra được khỏi cái bạo hành đó, nhưng mà một cái tổn thương tâm lý nào đó nó khiến cho người đó bị mất cái nhận thức cái quá khứ luôn. Người đó không nhớ được cái quá khứ người đó bị bạo hành, mà trong não của người đó tự biên tự diễn luôn, tự chế ra một cái quá khứ khác. Là cái não của người đó họ nghĩ là ủa hồi lúc mà mình sinh ra là mình rất là hạnh phúc, ba mẹ của mình rất là thương mình, rồi còn từng mua cho mình cái này nè, đi tới chỗ này nè, tới chỗ kia nè. Là cái não bộ nó phản ứng theo một cái kiểu là nó nghĩ ra một cái quá khứ mới luôn mọi người, nó nghĩ là một cái quá khứ mới để đè lên cái quá khứ bị bạo hành đó. Xong rồi cái người ta mang cái quá khứ hạnh phúc đó, người ta sống tiếp. Kỳ đó mọi người, người ta nghĩ là người ta có một cái quá khứ rất là hạnh phúc, xong người ta sống với cái quá khứ hạnh phúc đó. Tại vì người đó nghĩ là mình hạnh phúc mà, nên người đó đi đi ra ngoài đường, người đó cứ hành xử tốt với người này, hành xử rất rất tốt với người kia, cái xong rồi dần dần á nó hình thành cho người đó là một người rất là hiền lành, và người đó sống một cuộc sống rất là hiền lành. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó trong giấc ngủ hoặc là ở đâu đó, tự nhiên người đó nhớ ra là không, mình không có phải là cái con người hạnh phúc đó. Thật ra quá khứ của mình đã trải qua những cái chuyện này mà. Đó, cái xong rồi cái người đó mới giật mình tỉnh dậy với một cái quá khứ thật của người đó, một cái quá khứ bị bạo hành. Và người đó hành xử giống như là cái con người bị bạo hành. Thì lúc mà cái người đó sống thật là cái con người bị bạo hành đó, thì người đó ra đường người đó cáu gắt, người đó rất là kiểu như là bạo lực hay gì này nọ, người đó sống một cách rất là bạo lực, cáu gắt các kiểu. Đó, đó là cái nhân cách thứ hai của người đó đó. Xong rồi tới muốn nói người đó về về nhà, người đó lại nằm ngủ, xong người đó lại dậy, và người đó lại sống với một cái quá khứ, là một quá khứ người đó tự vẽ lên, là một quá khứ bình an, thì người đó lại mang một cái nhân cách tốt. Thì đó là một cái ví dụ cho mọi người hiểu là thật sự là cái đa nhân cách á nó có thể diễn ra như vậy á mọi người. Mọi người hiểu không? Ý là có một cái sự kiện gì đó khiến cho cái quá khứ nó bị ghi đè lên
não bộ nó tự tưởng tượng ra một cái quá khứ khác, nó cũng hình thành một cái tương lai khác luôn đó. Thế là những cái đó nó cứ chồng chồng lên nhau, xong rồi nó cứ thay phiên nhau vậy đó. Có người ở quá khứ bị mất mất cha mẹ, xong cái biến cố đó xảy ra với người ta không thể vượt qua được, người ta đau đớn tột cùng. Xong rồi người ta tự nghĩ ra một cái quá khứ là ba mẹ người ta không có mất mà đang đi ở đâu đó, cái người ta lại sống vui vẻ. Cái người ta sống vui vẻ, người ta ghim cho mình cái ký ức là ba mẹ không có mất, thật ra ba mẹ đang ở đâu đó thôi. Từ lúc nào đó tự nhiên người ta lại nhớ ra lại là ồ, thật ra là ba mẹ mình mất rồi. Cái người ta lại sống với một cái nhân cách đau khổ. Xong rồi người ta lúc thì người ta quên mất đi cái quá khứ đó, người ta lại sống với một cái nhân cách vui vẻ. Thì mình nghĩ là cao lắm thì một con người tầm hai nhân cách thôi, hoặc có thể là ba nhân cách, bốn nhân cách, nếu mà não bộ của người ta bị cái trạng thái mất trí nhớ mà ghi đè đó nhiều quá thì mỗi cái quá khứ nó sẽ hình thành lên một cái nhân cách khác. Mình nghĩ là như vậy thôi. Còn nếu mà về cái trường hợp của cái nhân vật Billy mà 24 nhân cách nè, mình cảm thấy nó hơi, đối với mình nó hơi khó tin đó. Đối với những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu, người ta vẫn coi đó là một cái case khá là tranh cãi mọi người. Sao mọi người thấy cái đa nhân cách này nghe thú vị không mọi người? Bác nghĩ gì về hàng loạt vụ đầu độc Sino xảy ra liên tiếp gần đây ở Việt Nam? Liệu người trước đó có truyền cảm hứng cho người sau không? Cái này hay ha mọi người ha. Ý là câu hỏi này hay quá trời luôn. Mọi người thấy dạo này rất nhiều vụ đầu độc bằng cyanua mọi người. Nếu mà để đánh giá đi thì cyanua cũng là một cái chất độc mà nó gần như là nó tai tiếng bậc nhất trên thế giới luôn á. Mọi người coi Conan á thì mọi người thấy tất cả những vụ đầu độc trong Conan đều là dùng cyanua hết. Thì cyanua nó kịch độc luôn mà nó rất dễ mua. Nó giống như là người ta dùng thuốc chuột, mua thuốc chuột vậy đó. Nhưng mà thuốc chuột thì nó phải có một khối lượng lớn hơn nó mới gây chết người. Còn cyanua thì rất dễ gây chết người, chỉ cần một cái bằng một cái hạt đậu phộng, một cái hạt đậu thôi. Bằng một cái hạt đậu thôi là có thể cyanua là có thể giết người rồi. Với lại cyanua nó gây ngạt rất là nhanh, nó ngăn cái quá trình hô hấp ngay lập tức của mấy cái tế bào hay gì á. Nói chung là cái đó mình không có rành lắm, nhưng mà khi mà bị đầu độc bằng cyanua là ngay lập tức người đó có cái hiện tượng là không có thở được á, đưa tay lên và ôm cổ và không thở được là chết ngay lập tức luôn, ngay lập tức trong vòng 3 đến 5 phút mà khi mà bị trúng cyanua. Cái nhận biết nhiều nhất của cyanua, cyanua thường là nó như cái hạt đường vậy á, nó không có màu, không có mùi, không có vị gì hết. Nhưng mà có một số cyanua thì nó có cái mùi hạnh nhân, nó có cái mùi hạnh nhân đắng. Cái cách duy nhất để phân biệt, để nhận ra cyanua là ngửi thấy cái mùi hạnh nhân đắng. Với lại có một cái cách để nhận biết cyanua mà trong Conan mình học được á mọi người. Thì trong Conan á là quăng lấy cái đồng xu á, lấy cái đồng xu quăng vô cái chỗ có cyanua á, thì cái đồng xu đó nó sẽ trở nên sáng bóng hơn. Tại vì cyanua á, được dùng nhiều trong cái ngành công nghiệp luyện kim á, thì nó có khả năng đánh bóng mấy cái đồ bằng kim loại. Nên nó sử dụng, hình như nó được sử dụng rất nhiều trong cái luyện kim đó. Cyanua thì nó có thể khí nữa. Nhưng mà thường là đầu độc bằng cyanua mà kiểu dạng bột á, nó giống như hạt đường vậy á. Cái đó rất là dễ mua, rất là dễ mua. Nhưng mà hiện tại á, tất cả những cái thi thể mà cảnh sát tìm được mà không rõ nguyên nhân á đều sẽ được đưa đi khám nghiệm tử thi. Và cái việc khám nghiệm tử thi á, nó chỉ cần một nốt nhạc thôi là nó biết người này chết do cyanua rồi, là không thể nào mà giấu được luôn mọi người. Giống như là cái việc một người chết vì cyanua nó cũng giống như là cái việc một người bị đâm vậy, nó cũng không khác gì đó, là nó cũng không có giấu giếm được gì đâu mọi người. Ví dụ như một người cầm con dao tới chết người kia thì cảnh sát đi lại, cảnh sát sẽ thấy cái vết đâm và nói à người này bị chết. Còn cái người bị cyanua, cảnh sát sẽ lại, cảnh sát thấy cái người này bị nghẹt thở chết nhưng mà tay chân người ta vẫn còn hồng hào. Tại vì cái cyanua nó có một cái kiểu nha, ví dụ như bạn
chết á thì cái cơ thể của bạn nó sẽ bầm tím. Nhưng mà khi mà chết vì cyanua á là bạn bị nghẹt chết, nhưng mà cơ thể của bạn nó vẫn hồng hào, nó không có bị bầm tím. À, tại vì nghe nói là oxy nó được giữ lại bên trong máu nên cơ thể vẫn còn hồng hào. Đó, thì người ta tới người ta thấy cái tình trạng đó và người ta xét nghiệm một cái là người ta ra ngay là bị đầu độc bằng cyanua luôn, nên không có trốn được đâu. Mình nói thật, đầu độc bằng cyanua còn dễ tìm ra hơn là bạn cầm dao bằng người ta nữa. Mình mới muốn nói về những cái vụ đầu độc cyanua dạo gần đây á, tại vì cái chất cyanua nó đang quá là nổi tiếng và nó quá là tai tiếng, thì nó cực kỳ tai tiếng luôn, tại vì nó giết người rất là dễ, rất khó để nhận ra cái lượng cyanua đó luôn. Nó giết người dễ giống như là việc bạn cầm con dao bạn lại bạn người ta, thì mình sẽ so sánh vậy thôi. Mình chỉ so sánh là đầu độc hoặc là dùng những cái hành vi để lấy mạng người khác hoặc là đầu độc thì nó cũng như nhau thôi. Những cái người mà cứ thấy cyanua giết người dễ rồi này nọ rồi nghĩ là sẽ dễ thoát á, còn lâu. Mình nói thật, đầu độc bằng cyanua còn dễ bị bắt hơn rất nhiều là khi mà bạn ra tay bằng những cái cách bình thường. Nên mình nghĩ là thật là ngu ngốc khi mà dạo này lại có nhiều vụ đầu độc bằng cyanua như vậy á. Đúng rồi, cái gì càng nguy hiểm thì cảnh sát sẽ càng để ý. Bây giờ mình nghĩ là dùng cyanua để giết ai, mình nói thiệt, bị bắt 100%. Không thể nào mà thoát được. Nhưng mà công nhận là nó nguy hiểm. Nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Tốt nhất á, là mọi người mà ghét ai á thì để cho người đó biến ra khỏi cuộc đời của mọi người đi. Mọi người giết một người thì cũng giống như là mọi người tự giết bản thân của mình thôi. Mọi người nghĩ có thể trên đời này có thể có chuyện gây đau khổ cho ai và mình không bị hả? Ừ, muốn trả thù thì đào sẵn hai mồ chôn đó. À, cái câu đó nó đúng mà. Mình thấy có một cái câu nói rất là vui, rất là hay. Là cách sống tốt nhất á, là mình chỉ cần biết tới ba chữ thôi. Hay gọi là gì ta? Ba từ. Từ thứ nhất á, là từ cảm ơn. Từ cảm ơn. Từ thứ hai là từ xin lỗi. Từ thứ nhất là cảm ơn, thứ hai là xin lỗi. Còn từ thứ ba là gì mọi người biết không? Từ thứ ba là địt mẹ xích ra. Là tránh xa ta ra. Là thứ nhất là mọi người phải biết cảm ơn khi mà mọi người được cái gì đó. Thứ hai là mình xin lỗi khi mình có lỗi. Và thứ ba là đối với những thằng mất dạy thì cút ra khỏi cuộc đời của mình. Đó là cách tốt nhất thôi. Đúng rồi, lời khuyên của Eminem á. Chứ đừng có cái câu mày biết bố mày là ai không nha. Mày biết bố mày là ai không? Cái câu đó là dễ đi lắm á. Mình hay làm video về sát nhân này nọ, cái câu hỏi về việc tốt xấu của mình á, nó cũng nhiều lắm. Làm sao mà mọi người biết được một cái việc là tốt, một cái việc là xấu? Khó lắm luôn mọi người, cái lằn răng nó mỏng manh lắm. Thì sau này á, mình mới rút ra một cái cho riêng bản thân thôi. Thì mình sẽ dùng nỗi đau để mình đo. Nếu như mà một cái hành vi gây nên nhiều nỗi đau cho nhiều người thì cái hành vi đó là hành vi xấu. Còn nếu mà một hành vi mà nó không có gây ra nỗi đau gì cho ai hết thì nó là một hành vi không xấu. Còn cái việc tốt á thì nó sẽ mang đến lợi ích cho nhiều người, nhưng mà việc tốt nó hay gây nên nỗi đau cho chính bản thân mình. Nó gọi là sự hy sinh đó mọi người. Chứ bây giờ nói tốt xấu nó khó quá à. Tốt xấu làm sao mà phân biệt được ha. Điển hình đi là vụ án Chip Shiro vừa rồi á. Cô gái đó cổ giết mẹ mình
Nhưng mà nếu mà cổ không giết mẹ mình thì nguy cơ là cổ bị chết rất là cao. Vậy thì cái hành vi đó, hành vi giết người đó, chẳng lẽ mình lại coi nó là hành vi tốt hay sao? Đâu có được đâu. Nhưng mà nói nó là một hành vi xấu cũng không đúng nữa. Nó là một cái hành vi thiên về tự vệ. Bạn này nói là trong cái tốt có cái xấu, trong cái xấu có cái tốt, không có gì tuyệt đối cả. Đúng rồi. Mọi người thấy nhớ cái hình bát quái của bên ấy không? Là nó có một một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. Nhưng mà trong giữa cái màu trắng nó cũng có một chấm đen, và trong giữa cái chấm đen, trong giữa cái màu đen nó cũng có một cái chấm màu trắng á. Và cả hai cái đó nó đều uốn cong để nó áp vào nhau, là nó không có phải là làm chia đôi cái vòng tròn ra, là có chỗ thì bên trắng nó lớn hơn bên đen, có chỗ thì bên đen nó lớn nhiều hơn bên trắng. Nhưng mà chung quy lại là cả hai cái trắng và đen đó nó đều bằng nhau, và bên trong trắng có đen và trong đen có trắng. Đó là cái hình bát quái bên Trung Quốc người ta hay dùng á. Cái hình đó nó mang rất là nhiều ý nghĩa, và mình thấy nó biểu thị cho cái sự cân bằng của thế giới á. Đúng rồi. Cái mọi người thường hay nói là thế giới bất công, nhưng mà mình lại nghĩ là cái thế giới nó công bằng theo một cái mức độ cao hơn. Giống như là ai cũng than thế giới này bất công với tôi, thế giới này bất công với tôi, thì thành ra là thế giới này bất công với tất cả mọi người hả? Vậy tính ra là nó rất là công bằng chứ hả? Ai nó cũng bất công hết mà.